sinh sống cùng dãy trọ. Vũ Văn Huy nắm rõ lịch trình hàng ngày của nạn nhân cùng chồng. Khi thấy có cơ hội, Huy lập tức nảy sinh ý định hiếp dâm và cướp tài sản. Thì hôm đấy thì tôi với đang nằm thấy chồng của anh đi vắng. Sau đấy là tôi nảy sinh đi sang để đi lấy tiền. Sau khi sang thì không thấy đóng cửa. Tôi vào thì thấy tiếng quạt ở trên, tôi biết ở trên. Sau đấy tôi đi lên trên phòng thì thấy đang nằm. Sau đấy là tôi thực hiện hơi hiếp xong rồi là tôi có lấy chiếc vòng cổ, xong rồi tôi đi. Sau khi lấy được sợi dây chuyền màu vàng của nạn nhân, Huy bỏ lại thẻ căn cước công dân giả, mang tên người khác và bỏ trốn về quê nhà ở Thanh Hóa để bán với giá 2,7 triệu đồng. Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước rất tinh vi, nhưng chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, Huy đã bị công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội bắt giữ ngay tại nơi lẩn trốn. Đối tượng rất là manh động, đã biết trước, lường trước được cái sự việc, cô đã nắm được cái quy luật hoạt động của bị hại. Trong khi mà xảy ra sự việc thì đối tượng cũng đã thực hiện là xác định được, nắm bắt được là chồng của bị hại đã đi ra ngoài. Trong nhà bị hại thì có một mình là bị hại là nữ giới. Thì đối tượng sau khi thực hiện hành vi phạm tội xong thì có vứt lại một cái căn cước công dân là để mà tạo dựng cái hiện trường và đánh lạc hướng cho cơ quan điều tra. Sự nhanh chóng, chính xác và đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an là lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định coi thường pháp luật. Mọi thủ đoạn dù tinh vi đến đâu cũng dễ dàng bị lật tẩy. Tuyệt đối không để xảy ra oan sai, bỏ sót tội phạm.